Các bạn ở nhà thấy chán ư? Bình thường thôi, mình cũng vậy. Đó chính là lý do tại sao mình làm cái video này. Đây là 50 việc mà bạn có thể làm ở nhà lúc buồn chán. Chúng mình cùng bắt đầu thế nào? Trước tiên thì muốn làm gì thì bạn phải dậy cái đã. Nghe thì dễ nhưng mà làm thì hơi khó nha. Rồi tiếp theo bạn có thể tập yoga để thân hình dẻo dai hơn, tăng sức đề kháng. Đừng quên check tin nhắn của Bộ Y tế để cập nhật tin tức dịch bệnh mỗi ngày. Bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn sáng mỗi ngày. Bình thường thì mình hay ăn bánh mì nướng cùng với thịt xông khói và trứng. Kèm với một chút pate nữa là mình đã có một bữa sáng rất là tuyệt hảo. Bây giờ mình có thời gian thì mình ngồi mình nhâm nhi bữa sáng. Bạn có thể rửa tay trong vòng 20 giây. Bạn có thể gọi điện cho người thân hỏi thăm sức khỏe. Nó làm gì vậy? Chị đang làm cái gì mà còn mày quay nữa? À, đang quay cho cái clip vlog mới nhất của chị trên YouTube. Thôi rồi, bye ấy. Bye. Hoặc các bạn có thể ngắm sao qua màn hình máy tính, hoặc giặt áo quần, hoặc thử kiểu makeup mình chưa từng thử bao giờ. Tập để mông to ra. Shopping online. Thí dụ bây giờ mình mua cái khẩu trang y tế nè. Hoặc không thì bạn có thể đếm tiền. Sao toàn tiền lẻ vậy? Hoặc bạn có thể tự ngắm mình trong gương rồi tự thấy mình đẹp luôn. Mình cũng đẹp cả đấy chứ. Bạn có thể vắt óc suy nghĩ tại sao đẹp vậy mà mình lại ế. Bạn có thể nấu mì cay với xúc xích, kim chi, các kiểu. Bạn có thể vừa ăn mì cay vừa khóc, tại vì nó cay quá mà. Bạn có thể vừa ăn vừa độc thoại với bản thân mình luôn. Hay là mẹ mình gửi vô, tại vì mẹ mình sợ là dịch đồ á, sợ là mình đi ra ngoài nó tiếp xúc với nhiều người không tốt. Ngon mà cay, kiểu càng cay càng thích càng tiếp á. Mình là càng cay là mình càng ăn cho nó bỏ ghét. Tập hát bằng một ngôn ngữ mới. Các bạn có thể ngủ trưa. Các bạn có thể chơi TikTok hoặc là đu trend TikTok. Có thể dọn dẹp nhà cửa. Bạn có thể livestream bán hàng. Mọi người ơi, mọi người ơi, em chỉ bán một hũ kem chỉ 200 ngàn thôi nha. Ok chị Oanh Phạm, một hũ ok chị. Dạ, chị nói cho em mấy đứa em mà học học sinh sinh viên biết nha. Chứ chỉ cần hai một hũ của chị thôi là mấy em trắng nhất trường luôn. Chị cam đoan mấy em trắng nhất trường luôn. Đây nè, bản thân chị. Trời ơi, chị trắng, nhiều khi chị trắng mà chị trắng lố quá, chị phải ra chị phơi nắng cho nó đen bớt. Chứ trắng lố quá nhiều khi người ta cũng phàn nàn. Đó, thấy không? Bạn có thể bận đồ lồng lộn rồi đi cách quắt trong phòng. Bạn có thể học e-learning. Tức là học online đó mấy bạn. Đến 29 người tham gia rồi. Thôi bây giờ mình tranh thủ mình. Bạn có thể ăn giặt trong lúc học online. Từ từ cô dẫn đi từng bước. Và từ cái bài thì cô sẽ cho tụi em liên hệ tới cái gì nó rất là đời. Nó chẳng phải. Bạn có thể quánh bóng bàn với một quả bóng tưởng tượng. Bạn có thể viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc hàng ngày của mình đi đi lại lại ở trong nhà như thế nào.
Nếu bạn ế quá, bạn có thể tải ứng dụng hẹn hò về. Và rồi bạn chợt nhận ra mùa dịch thì hẹn hò kiểu quái gì. Vậy nên bạn quyết định xóa app hẹn hò. Bạn có thể xuống nấu cơm rồi ăn cơm. Bạn có thể chạy lên chạy xuống cái cầu thang. Bạn có thể ngồi mày mò may vá gì đó. Bạn có thể coi vlog như bạn đang coi bây giờ nè. Xin chào tất cả mọi người. Welcome back to my channel. USA. Ở Hoa Kỳ thì tất nhiên là nó có rất là nhiều điểm tốt, đồng thời nó cũng rất là nhiều điểm xấu. Thì nói cái gì là bây giờ mình sẽ chỉ nói về. Bạn có thể rửa chén bát. Bạn có thể tự quay vlog luôn. Xin chào tất cả mọi người. Welcome back to my channel. Bạn có thể chạy lên chạy xuống cầu thang thêm lần nữa. Bạn có thể tự luyện thanh. Do re mi fa sol la si do re mi fa fa sol. Bạn có thể skin care. Bạn có thể thử đội tóc giả. Bạn có thể thử rap bằng giọng Huế. Bạn có thể chụp hình selfie sống ảo. Bạn có thể tự search tên mình ở trên Google. Mà cực kỳ thất vọng bởi vì mình vô danh quá. Bạn có thể tập cardio ở nhà để giảm mỡ bớt. Bạn có thể ngồi đọc sách để tâm tịnh lại, học những điều mới. Bạn có thể uống nước ép trái cây hoặc là sinh tố để bổ sung vitamin cho cơ thể, tăng sức đề kháng. Bạn có thể đi tắm. Bạn có thể biến cái phòng mình thành cái vũ trường. Bạn có thể cài phim trên Netflix. Thì cái bộ phim mà mình đang binge đó là Modern Family của Mỹ. Nếu bạn chán quá không còn gì để làm nữa thì bạn có thể đi ngủ. Là hết video rồi. Nếu bạn thích mình làm các video tương tự như vậy nữa thì hãy nhấn like và subscribe cho channel của mình nhé. See you next time.